Xin chào tất cả các bạn, mình là VDT. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài Jquery và cách cài ROM cho chiếc LG GK này. Là nếu lần đầu tiên bạn muốn cài Jquery thì bạn phải rút trước nhé. Là bạn phải rút. Đấy, sau khi bạn rút được thì bạn vào lgviet.com gạch chéo forum và bạn vào cái book GK này. Bạn book GK LG Optimus GK gạch ngang LG S220 phát. Đấy, là bắt đầu bạn tìm đến cái topic có tên là Jquery định biển cho LG GK này. Và cái link này thì mình có đính ở dưới video clip này luôn. Đấy, sau khi bạn vào thì bạn tải được một cái file cái Optimus dạng .avk này do anh Hoàng Nova đây. Do anh Hoàng Nova, anh ấy build để chạy được cho chiếc GK này. Bạn tải về, sau khi bạn tải về thì bạn copy vào điện thoại. Nó chỉ là một file avk thông thường thôi. Bạn copy vào điện thoại rồi bạn dùng trình duyệt rút Explorer để bạn mở nó lên để cài đặt. Bạn muốn được cài đặt được file này thì bạn vào phần bảo mật. Đấy, bạn vào phần bảo mật, bạn tìm đến dòng nguồn không xác định để bạn enable nó lên. Đấy, hoặc là có tùy từng bản ROM thì nó là một dấu tích thì bạn tích nó vào là được. Sau khi bạn tích vào thì bạn vào rút Explorer để cài đặt file avk bình thường. Sau khi bạn cài đặt được file avk bình thường thì bạn vào, nó sẽ hiện ra một cái icon như thế này. Đấy, đây là icon của Jquery do anh Hoàng Nova build được. Bạn tích vào. Con su nó hỏi bạn có cho phép không thì bạn tích vào cho phép. Đây là mình cho phép rồi. Rồi sau khi bạn cho phép thì nó hiện ra một loạt như thế này. Và bạn chọn dòng đầu tiên Flash GK F220 Jquery. Rồi, sau khi thì bạn nhấn vào nó thì bạn đợi nó hiện lên cái bảng này, nó dòng OK này. Thì bạn bấm vào OK nha. Đấy, sau khi bạn bấm vào OK là bạn thành công cài đặt thành công Jquery như này. Và sau khi bấm OK thì bạn chọn Gboot Jquery để bạn vào luôn Jquery. Đấy, bạn đợi tầm 3-5 giây nó sẽ vào Jquery cho bạn. Và hiện nay cái dòng trắng trắng này chứng tỏ là bạn đã cài thành công Jquery rồi. Và cái dòng trắng trắng này là không ảnh hưởng gì đến hết nhá. Đấy, bạn có thể vuốt được sweep luôn trên này. Và ở dưới này thì anh Hoàng có build luôn 3-4 phím cảm ứng cho các bạn tiện dùng. Hoặc là các bạn có thể sử dụng luôn các phím trên này, lựa chọn hoặc là phím nguồn. Đây, vậy là bạn đã cài thành công Jquery rồi. Và bây giờ bạn muốn cài ROM như GK nhé. Là cách cài ROM như thế này. Việc đầu tiên của cài ROM là bạn phải wipe cho nó sạch các cái data hoặc là các cái cache ở trong điện thoại bạn. Thì bạn chọn dòng thứ ba từ trên xuống, wipe data factory reset. Đây mình lên cái dòng thứ ba, chọn phím đây này, chọn phím cảm ứng, chọn vào nó. Rồi và kéo xuống dưới chọn giết. Kéo xuống dưới chọn giết lại nhấn phím cảm ứng enter để cho nó chọn. Và đến thứ hai là bạn phải chọn dòng thứ tư từ trên xuống là wipe cache partition. Đấy, lại kéo xuống chọn giết. Sau khi chọn đến wipe thứ hai là bạn chọn đến mục cuối cùng, mục advanced và wipe david cache. Đây, wipe david cache. Sau khi bạn bao wipe thành công là máy bạn sạch hết cái data của ngày xưa ấy, thì bạn chọn dòng thứ hai từ trên back trở về báo đầu tiên nhá. Chọn dòng thứ hai từ trên xuống là install zip. Đấy, và chọn dòng đầu tiên là trong zip forum SDK là bạn chọn vào trong này để bạn tìm. Bây giờ bạn tìm đến file ROM. Đấy, trong này thì mình chưa có file ROM. Giả sử bạn tìm một file ROM bất kỳ, bạn lại nhấn chọn xong bạn lại nhấn giết. Rồi, đó là Jquery cho LG GK và mình đã nói cho các bạn cách nghe flash được ROM. Và mình xin cảm ơn anh Hoàng Nova đã tạo ra bản Jquery quá là thân thiện này và cách rằng rất dễ dùng cho anh em. Mình rất vui vì Việt Nam mình có anh Hoàng Nova đã tạo được các cái Jquery này cho anh em cộng đồng LG Việt Nam dùng. Đấy, và mình xin nói là Jquery này có thể dùng nó cho cả 4.1 và 4.4.2. Các bạn có thể cài Jquery này để lên một bản ROM bất kỳ. Mà bạn muốn lên bản ROM nào thì bạn nhớ đọc kỹ hướng dẫn của cái người mà tạo ra bản ROM đó nhé. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu các bạn cảm thấy clip này hay thì nhớ nhấn like và share cho mình. Rồi xin chào các bạn.